Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu và chia sẻ với quý vị và các bạn về công việc chốt số ga số nước cuối tháng của cán bộ tại tòa nhà Vinhomes. Như các bạn đã thấy, chúng tôi về cuối tháng từng chốt chỉ số ga, số tổng từ khi sử dụng đến bây giờ và số seri ga của mỗi đầu ga. Vừa rồi tôi đã giới thiệu và chia sẻ với quý vị và các bạn về công việc chốt số ga số nước cuối tháng của cán bộ tại tòa nhà Vinhomes. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.